này nhá. Đừng quay Đấy, người. cái này em quay để mai em đăng lên đây nhìn em làm nhá. Xoa này, vâng, có để hai tay này, xoa này, vâng. Đúng. Sát thì mình đứng xuống sát đây này luôn, sát này. Vâng, Ôm sát sát này. cổ mẹ nào. Tiếp nó hợp này. Ô quên, đi đi gọi cho bà ngoại đi. Đấy, Bà hợp ngoại. này, cái này luôn đúng Bà không? ngoại đâu? Con bà hát bài bà nào đây nhỉ? Bà hát Hợp bài luôn. bà sao? À, đợi à, bà hát bài bà như thế à? Hợp luôn này. Đi gọi cho bà ngoại xe nhé. Này, các động tác về thần kinh niên sườn làm rất là tốt. Đấy, biết phần nào đâu, vừa nãy còn thiếu động tác day đúng không? Ra này là mình được động tác day như này đúng không? Đấy, hôm nay bà bảo dai. Day tròn như này, từ trên xuống dưới Ăn này, cần gì? tròn này đều này. Tay. Nhìn dễ làm khó nhỉ? Khó chứ. Nó chủ yếu cái cổ tay nó xoay. Đấy, tròn xuống dưới và bắt đầu phải dùng lực tăng. Ngày xưa Sơn đi học có phải thực hành u nhiều đấy. Đấy, đây đây nhá, xoay cái tay lộn này đúng không, tay đúng không, lăn này dưới là lăn lỗ lăn chưa, lăn có hai kiểu này, một đúng không, lăn đều này đúng không, theo có thể lăn như này. Rồi lăn như này này. Đúng chưa? Béo là như này đúng không? Có thể béo như này. Đây béo nhất này. Đúng không? Đấy, đây béo nhất này. Cái này con chỉ gì thu cho mẹ? Gì thu ta? Béo nhất này. Đỉnh nó thu. Còn là béo đẩy này. Cái đẩy như này. Em chỉ đi. Đấy, đấy ha. Chỉ đồng nhau đúng không? Nhau nào. Bóp này. Đúng được nhiều mà. Đấy. Em chỉ được ba nồi này. Đấy. Chỉ ba nồi này. Thế mẹ đâu? Đây nè. Con chỉ tay mẹ này. Rồi, vô nhá. Đúng chưa? Còn gì nữa không? Đấy, tâm thời như thế đã. Ok, dừng. Nhá, bây giờ anh xem lại video.